Hôm nay chúng ta ra vườn chơi nha các bạn. Đây là dưới mé sông nè, bên đây là ngay ngã ba sông. Đây có trồng một số cây xài, mấy cây dừa. Phía dưới là chúng ta trồng rau để ăn, ví dụ như đọt lan nè, rau muống nè. Đây là cây mãng cầu, mãng cầu trái to các bạn. Và phía bên kia là cây ổi đây, cây ổi có trái đó ha. Đây là một số cây như là cây ớt, ớt thì nó cho ra trái rồi. Đây cái cà, trái cà, trái cà này mình có thể bẻ được nè, ăn ha, để chúng ta ăn. Chúng ta ăn sống cũng được, hoặc là chúng ta nướng cũng được, hoặc là chúng ta xào mỡ hành cũng được, ăn được rồi hết các bạn, ngon. Chúng ta xem còn trái nào nữa không, rất là tươi ngon. Cái này mà chúng ta ăn sống chấm với khô queo hoặc là thịt kho cũng ngon nữa. Đây là cây mít này, cây mít này đang có trái nè các bạn. Trái ngay cái mấy cái mùa này á, thì chúng ta nên bao bọc lại nó sẽ tốt hơn nha. Thôi mấy con ruồi nó châm chích, mấy con sâu vô nó để trứng trong đó đó, thành sâu làm hư mấy trái mít hết. Đây cũng có một cái trái cà nữa đây, nhưng mà nó giống như bị sâu rồi nè các bạn ha. Tôi bẻ luôn đi. Hai trái ha. Có còn trái nào nữa không? Đây là mấy cây đậu rồng. Đậu rồng có trái nè, trái rất là non. Chúng ta hái mấy trái này ăn, hoặc là chúng ta ướp nước đá ăn giòn chấm muối tiêu là ăn tuyệt vời nha. Trái đậu rồng. Đậu rồng chúng ta trồng cho ra trái ăn rất là ngon, và cho trái rất là nhiều nữa. 2 giây 3 giây thôi là chúng ta có thể ăn hàng ngày rồi. Đây tưới tiêu thì nước dưới mấy sông nè các bạn, chúng ta bơm lên chúng ta tưới. Cây mãng cầu này cho trái rất là to nè các bạn, nó đang cho trái phía trên nè. Đây cây này nó cho được một trái nè các bạn, mình trồng từ cái hộp của nó đó, bây giờ nó được bị cao rồi nè. Cây ổi chùm này nó được đâu 5 trái nha các bạn. Phía dưới đây là xả. Xả thì chúng ta cắm thì nó lên thôi, rất là dễ trồng, chúng ta chịu khó tưới. Và cái bên đây nó là cây thuốc dồi. Cây thuốc dồi này chúng ta, nếu mà chúng ta bị ho lâu ngày á, thì chúng ta hái vào chúng ta đâm và pha với ít mật ong, chúng ta uống nước cốt của nó, nó cũng trị ho, nó rất là hiệu quả. Còn bên đây mình dâm được mấy cây mồng tơi đây, nó đang leo nè, cây mồng tơi nấu canh thì tuyệt vời rồi. Đây là cây xài cũng đang lớn ha các bạn. Đi dạo một hồi thì mình có thêm mấy trái đậu bắp nè, đậu rồng nè. Và trái đu đủ. Đu đủ thì hầu như là cho trái quanh năm đó các bạn.
chúng ta ăn để nấu canh hoặc là trộn gỏi ăn cũng ngon. Đây cũng được một cây đu đủ, đây đang cho trái, đây còn non. Mùa này thì xài nó cũng cho ra trái ha các bạn. Đây là cây xài sơn ca, ăn rất là chua nếu khi nó còn sống nha, còn khi mà nó đã chín rồi nó ăn rất là thơm. Mùa này chúng ta hái xài này, chúng ta trộn nước mắm với đường thì ăn cơm rất là bắt, rất là ngon. Đây cây chuối đang có quầy rất là to, có trái rất là to hả các bạn. Đây một cây này có thể là sắp thu hoạch được rồi nè, nó có chín bói rồi nè. Coi mấy nãy nha, 1 2 3 4 5 6 7, ồ khoảng 8 nãy cho trái rất là to. Các bạn có thấy cây dừa không? Cho trái rất là nhiều nè. Mùa này nóng lực, chúng ta thường xuyên uống nước dừa cũng tốt, mát mẻ cơ thể, không có bị oi bức, mát cho cơ thể, giải độc tố nữa. Rất là ok.